Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian, cúng cô hồn là một hành động bố thí, tử bi bác ái, xuất phát từ tấm lòng đồng cảm, muốn chia sẻ sự đau khổ cho chúng sinh thiếu phước, phải sống bơ vơ, vất vưởng, đói khát triền miên, không được siêu thoát, và nhất là không được gia đình thân quyến cúng kiếng. Xuất phát từ quan niệm này, phong tục cổ truyền của người Việt Nam coi lễ cúng cô hồn là việc quan trọng mà ai cũng cần thực hiện ít nhất một lần trong đời để cầu xin bình an, hạnh phúc đến với gia đình và người thân, kinh doanh phát tài, nghênh đón tài lộc. Sau đây, kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài văn khấn cúng ngày cô hồn đúng chuẩn truyền thống dân tộc, giúp các gia chủ xua đuổi tai ương, vận đen, nghênh đón tiền tài phúc lộc, càng về già càng giàu có, nhận nhiều phúc báo. Trước khi tiến hành lễ cúng cô hồn, các gia chủ hãy chuẩn bị mâm cúng gồm những vật dụng sau đây: một đĩa muối gạo, 3 vắt cơm hoặc 12 chén cháo trắng nấu loãng, 12 viên đường thẻ, giấy áo, giấy tiền. Đối với giấy tiền quý, gia chủ có thể dùng tiền thật với các mệnh giá nhỏ, không nên quá 10.000 đồng. Một vài tấm mía để nguyên vỏ và tiện thành từng khúc nhỏ dài khoảng 15cm. Bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá. Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc. Hoa quả 5 loại 5 màu ngũ sắc. Nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Lưu ý, khi chuẩn bị cúng mâm cô hồn, cần tránh những điều sau. Thứ nhất, không cúng xôi, gà, đồ mặn trong lễ cúng cô hồn. Khi giải tiền vàng ra mâm, để bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng từ 3, 5, 7 cây hương. Thứ hai, trong mâm cúng cô hồn thì cháo loãng là không thể thiếu, vì dân gian quan niệm rằng những linh hồn bị đầy đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Muối và gạo sau khi cúng xong phải giải xuống đường, mang ý nghĩa tiễn cô hồn đi. Khi mua lễ vật, tiền vàng phải từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ đối với lễ cúng cô hồn rằm tháng 7. Nên đặt lễ cúng cô hồn ngoài trời hay hành lang, không được đặt mâm cúng ở trong nhà. Đặt lễ cúng cô hồn trước cửa nhà hoặc nơi đang buôn bán. Các vật phẩm cúng cô hồn người cúng và gia đình không nên dùng và không nên đem vào nhà. Trong thời gian làm lễ, gia chủ không được ăn vụng đồ cúng và tuyệt đối không để các vật nuôi trong nhà quấy phá, làm hỏng mâm cúng lễ. Sau khi cúng xong, nên hóa áo giấy vàng mã ngay tại chỗ và lấy đĩa muối gạo rải ra xa tám hướng. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu bài văn khấn cúng cô hồn. Bài văn khấn cúng lễ cô hồn cần chuẩn bị thật chỉnh chu và đúng cách thì việc cúng cô hồn mới diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng được. Sau đây là hai bài văn khấn cúng cô hồn mà quý gia chủ có thể tham khảo để thực hiện tại nhà. Bài văn khấn 1: Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh. Hôm nay ngày ... Chúng con tên là ... ở tại số nhà ... phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bảy tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng, nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện thỉnh gia đình yên ổn, lợi nhuận bán buôn, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sinh phước lạc. Kính thỉnh, cô hồn xuất tại Côn Lôn, ở tam kỷ nghiệp cô hồn vô số, những là mãn xà hằng hà, đàn ông đàn bà, già trẻ lớn nhỏ. Ôi âm linh ơi, cô hồn hỡi, sóng đã chịu một đời phiền não, trách lại nhờ hớp cháo lá đa, thương thay cũng phận người ta, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Đàn cúng thí vâng lời Phật dạy, của có chi bát nước nén nhang, cũng là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiêng biến ít thành nhiều, trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh.
Phật hữu tình từ bi tế độ. Chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Trần ngôn biến thực. Nam mô Tát Phạt Đát Tha Nga Đa. Pha Lô Chí Đế Án Tam Bạt Gia. Tam Bạt Gia Hồng ba lần. Trần ngôn cúng dường. Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạt Việt Nhật Gia Hồng ba lần. Bài văn khấn 2. Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh. Hôm nay ngày tháng năm âm lịch, còn tên là tuổi, ngụ tại số nhà, đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố. Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn người nhỏ, thập loại cô hồn, các đảng âm binh ngoài đường, ngoài xã, hiểu sanh vô vị, hiểu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ. Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng, nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Trầm ngôn biến thực ăn cho nhiều. Nam mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế, án tám bạt gia, tám bạt gia hồng, bảy lần. Trần ngôn cam lồ thủy, biến nước uống cho nhiều. Nam mô Tô Dô Bà Ra, Đát Tha Nga Đa Gia, Đát Điệt Tha, án Tô Dô, Tô Dô, Bát Gia Tô Dô, Bát Gia Tô Dô, Ta Bà Ha, bảy lần. Trần ngôn cúng dường, án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạt Phiệt Nhật Gia Hồng, bảy lần. Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không đem vào nhà. Đồ mã đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo dài ra tám hướng. Nên cúng cô hồn vào thời gian nào? Người xưa quan niệm rằng 15 tháng 7 âm lịch là giới hạn của kỳ mở cửa quỷ môn quan. Sau ngày này thì người cõi âm sẽ không thể nhận được đồ thờ cúng nữa, nên có thể cúng cô hồn từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch. Việc cúng cô hồn nên thực hiện từ ngày mùng 2 cho tới trước 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, có một lưu ý là tháng 7 âm lịch còn có lễ Vu Lan báo hiếu. Vì vậy, trước khi tiến hành lễ cúng cô hồn thì các gia đình phải làm lễ cúng Phật, cúng thần linh ra tiền trước. Ngoài việc xác định ngày cúng thích hợp, các gia chủ cũng cần chú ý giờ cúng. Theo phong tục truyền thống, nên tiến hành cúng cô hồn vào giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Bởi theo quan niệm dân gian, các linh hồn trở về từ âm phủ rất yếu ớt, không thể chống chọi với ánh sáng mặt trời, mà theo thuyết ngũ hành âm dương, giờ Dậu là thời điểm nhập nhoạn, tranh sáng tranh tối, nên các cô hồn mới ăn uống được. Còn ban ngày, nhiều ánh sáng sẽ làm các linh hồn bị hồn siêu phách tán, yếu ớt, không thể chống chọi với ánh sáng mặt trời, không thụ hưởng lễ vật được. Quý vị thân mến, bên cạnh việc chuẩn bị một mầm lễ cúng cô hồn tươm tất và bài văn khấn đúng theo truyền thống dân tộc, quý vị cần tránh làm những việc sau đây trong thời gian tháng cô hồn để bản thân và cả gia đình không vướng vào tai ương vận hạn. Thứ nhất, không đi chơi đêm trong tháng cô hồn. Ban đêm là đại diện của âm khí. Hơn nữa vào tháng cô hồn thì sẽ có nhiều hồn ma lang thang vất vưởng. Do vậy, nếu không muốn bị trêu ghẹo, bắt hồn hoặc mang vong thì nên hạn chế đi ra đường buổi đêm. Thứ hai, không tùy tiện đốt nhang, tiền vàng, vàng mã trong tháng cô hồn. Linh hồn quỷ đói được thả về dương gian đều thiếu thốn mọi thứ, nên chúng sẽ lang thang khắp nơi. Nếu không muốn bị ma quỷ bù quanh quấy nhiễu, ảnh hưởng đến vận hạn, thì đừng tùy tiện đốt nhang, tiền vàng, vàng mã. Thứ ba, không đứng gần cây đa cây đề trong tháng cô hồn. Ông bà ta có câu, quỷ gốc đa, ma gốc đề, ý muốn nói vào ban đêm, dưới gốc cây đa, cây đề hội tụ rất nhiều âm khí. Nhất là vào tháng cô hồn, tốt nhất nên kiêng đứng gần, ngồi nằm hay trốn ở đó
để tránh bị ma trêu quỷ hờn. Không riêng gì gốc đá gốc đề mà bạn cũng nên tránh những gốc cây cổ thụ. Khi cầm đèn pin đi chơi khuya cũng không nên chiếu loạn xạ lên cây. Điều này có thể làm kinh động đến những linh hồn trên ngọn cây. Thứ tư, không phơi quần áo ở ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn. Một trong những điều tuyệt đối cấm kỵ là phơi đồ ở ngoài vào ban đêm, đặc biệt là trong tháng cô hồn. Trong thời gian này, linh hồn và quỷ đói đi lang thang rất nhiều. Nếu phơi quần áo ở ngoài vào ban đêm, mà quỷ thấy sẽ mượn mặc và để lại âm khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và vận hạn của người dương thế. Thứ năm, không chụp ảnh vào ban đêm trong tháng cô hồn. Cùng với công nghệ hiện đại, bạn có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng trong tháng cô hồn, nên tránh nếu bạn không muốn trên bức ảnh của mình có thêm một bóng sáng của ai đó. Thêm vào đó, bạn cũng tuyệt đối không được chụp ảnh qua gương vì đây là nơi thuộc về âm tính, dễ dàng chiêu mời âm khí từ các linh hồn ma quỷ. Nếu không chú ý, có thể bạn sẽ phải chứng kiến những thứ không mong muốn. Thứ sáu, không thức quá khuya trong tháng cô hồn. Thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà trong tháng cô hồn, càng về đêm, âm khí càng mạnh. Đây là thời điểm ma quỷ hoành hành. Khi thức khuya, cơ thể bạn mệt mỏi, suy nhược, rất dễ nhiễm quỷ khí, thậm chí còn bị ma quỷ nhập. Thứ bảy, tuyệt đối không nhặt tiền rơi trong tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, người gieo tiền là để mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu nhặt phải tiền đó, thì bản thân người nhặt sẽ hứng chịu những tai họa thay cho người giải tiền. Quý vị thân mến, Triết Lý Nhân Sinh hy vọng rằng qua những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp quý vị khán thính giả có thêm những thông tin hữu ích để chúng ta cùng trải qua tháng 7 cô hồn một cách suôn sẻ, an lành. Kính chúc quý vị khán thính giả sẽ luôn bình an, may mắn, công thành, danh toại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người thân yêu của bạn và đăng ký kênh để đón nghe video của chúng tôi mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!